Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn đến với chương trình Guitar Share. Hôm nay mình xin review một cây đàn mình mua ở shop Việt Thương. Đó là cây Tanglewood, một thương hiệu đàn nổi tiếng của nước Anh ha. Thì đàn này á thì dáng của nó là dáng cỡ trung. Với mặt top là solid và mặt sau là bằng gỗ rosewood, mahogany ha các bạn ha, xin lỗi ha, mahogany ha. Thì cái đàn này cái action nó rất là tuyệt vời các bạn, action rất là thấp ha, bấm rất là thoải mái ha, đặc biệt là những nốt trên cao như thế này ha, ha. Thì đàn này á thì nó mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời về âm thanh. Đó, đàn này thì mình có mua thì nó có sẵn EQ chính hãng của Tanglewood luôn các bạn ha. Thì EQ này nó có nút chúng ta có thể chỉnh chỉnh tuner, bass, treble các kiểu ha. Thì đàn này á thì nó là đàn kích thước là cỡ trung. Nhìn chung thì âm thanh nó thiên về những cái dải tần số trung ha các bạn ha. Thì nó cái âm thanh nó tiếng rất là đều đặn, âm lượng nó cũng lớn. Mình thì mình chơi đàn này cũng một thời gian rồi thì mình thấy đàn này rất là ok cho các bạn đệm hát. Cái màu sắc thì nó cũng rất là sang trọng các bạn, màu là màu 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 nâu, màu như màu gỗ tự nhiên vậy đó, màu nâu ha. Thì mình xin review nhanh về âm thanh của nó thôi. Thì đầu tiên là các tiếng bass của nó các bạn ha, mình đánh cái quả là thứ cho bạn xem ha. Rồi, thử âm chặn xem ha. Tỉa nốt thôi các bạn ha. Chặn thử ha, chúng ta sẽ quẹt thử ha. Cái đàn này thì các bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ hệ thống nào của Việt Thương các bạn ha. Thì đàn này nó rơi vào tầm khoảng giá khoảng 4 triệu các bạn. Rất là phù hợp với túi tiền của các bạn mới tập chơi hoặc là sinh viên mà cần một cái đàn tương đối tốt và có thể biểu diễn trên sân khấu ha. Đàn này thì mình cũng cầm đi biểu diễn nhiều nơi và mình cũng khá là ưng ý ha, đặc biệt là cái EQ của nó ha các bạn. EQ mà cho âm thanh rất là hay các bạn. Xin chào các bạn ha. Nếu các bạn thấy cái clip của mình thú vị thì các bạn vui lòng cho mình nút like và các bạn có thể bấm nút subscribe để theo dõi các video mới của mình trong thời gian sắp tới ha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.